ăn sống. Và đó là sự sinh tồn quá khủng khiếp đến tổng phố này. Và đã vượt qua top 8, đã vượt qua top 7 rồi. Bên phía bên kia vẫn không ai phát hiện ra phố này. Và đó đang có khả năng là top 6 dành cho Evi. Một mình quá đã. Ông Hoàng sinh tồn, chúa tể của những sự gọi là lén lút. Và bây giờ thì chúng ta thấy được top 5 thì Arena đã phải dừng chân ở vị trí top thứ 6. Một an toàn. Tiếp tục là những tình huống giao tranh đến từ đội tuyển của Espen. Và bây giờ chúng ta thấy được giao tranh bắt đá rồi. Bây giờ thì còn cú đại. Cú đại 7-9 Phương đông quá, đối phương còn có 4 người cơ. 79 và bơ 79 trong tay Phú Đại rất khó để có thể làm nên chuyện trong tình huống lần này. Nhưng chúng ta không có, Phú Đại không có những cả. Nhưng không sao, Heavy top 2.